Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời tiết 12 giờ ngày 20 tháng 11 trên đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Thưa quý vị, do nằm trong khối không khí lạnh khô lục địa nên thời tiết tại các tỉnh thành miền Bắc phổ biến là không mưa. Vào ban đêm và sáng sớm trời rét và có sương mù nhẹ. Càng về thời điểm chiều tối đến đêm thì nhiệt độ càng giảm nhanh với mức nhiệt phổ biến thấp nhất trong khoảng từ 15 đến 19 độ, vùng núi có nơi thấp hơn. Ban ngày có nắng nhẹ và nhiệt độ cao nhất trong ngày sẽ tăng và đạt ngưỡng là từ 22 đến 25 độ ở phía Đông và từ 23 đến 26 độ ở phía Tây Bắc Bộ. Sau đó thì từ ngày 22 đến ngày 23 tháng 11, không khí lạnh sẽ suy yếu dần và nhiệt độ cũng có xu hướng nhích nhẹ lên từng ngày cho đến cuối tuần. Và kiểu thời tiết đêm lạnh và ngày nắng sẽ phần nào ảnh hưởng đến sức khỏe. Do vậy mà quý vị và các bạn lưu ý chuẩn bị áo khoác để giữ ấm vào thời điểm đêm và sáng sớm nếu phải tham gia giao thông vào thời điểm này, đặc biệt là đối với người già và trẻ nhỏ. Đến với các tỉnh thành Trung Bộ, các tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An do không khí lạnh đẩy sâu xuống phía Nam nên khu vực này cũng nằm trong khối không khí lạnh khô. Thời tiết trong những ngày tới phổ biến là ít mưa, ngày có nắng và nhiệt độ cao nhất từ 24 đến 28 độ. Tuy nhiên thì khu vực từ Hà Tĩnh đến Bình Định do không khí lạnh kết hợp với địa hình đón gió sẽ có mưa rào rải rác, có điểm có thể xảy ra mưa vừa đến mưa to kèm dông. Ban ngày nắng xuất hiện gián đoạn xen kẽ giữa những khoảng mưa với mức nhiệt là từ 26 đến 28 độ. Các tỉnh còn lại thuộc Nam Trung Bộ do ít chịu ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc nên thời tiết chưa có nhiều biến đổi. Mưa xảy ra về chiều tối và đêm với diện và lượng không nhiều. Trưa chiều có nắng và nhiệt độ cao nhất vẫn duy trì ở ngưỡng là từ 28 đến 31 độ. Đi xa hơn về phía Nam. Đến với khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, trong ngày hôm nay và ngày mai thời tiết chưa biến động nhiều nên phổ biến là có mưa ở vài nơi, ngày nắng với nhiệt độ cao nhất trong ngày dao động từ 27 đến 30 độ ở khu vực Cao Nguyên và từ 30 đến 32 độ tại các tỉnh thành Nam Bộ. Từ ngày 22 và ngày 23 tháng 11, do hoạt động của nhiễu động gió đông nên khu vực Nam Bộ và một số nơi ở phía Nam của Tây Nguyên sẽ có thể xuất hiện mưa rào và dông rải rác tập trung về cuối ngày. Ngoài ra thì vào sáng nay, bão Kamegi đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới trên đất liền đảo Luzon của Philippines. Theo dự báo của các chuyên gia thì áp thấp nhiệt đới sẽ tiếp tục suy yếu thành một vùng áp thấp, sau đó tan dần và không có khả năng ảnh hưởng đến thời tiết của Biển Đông. Và tiếp theo sẽ là phần dự báo chi tiết cho 3 ngày tới cho các khu vực trên cả nước. Phía Tây Bắc Bộ từ ngày 21 đến ngày 23 có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày trời nắng, đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ cao nhất từ ngày 21 là 23 đến 26 độ, sau đó từ ngày 22 tăng nhẹ khoảng 1 độ. Phía Đông Bắc Bộ 3 ngày tới có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, ngày trời nắng, đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ 3 ngày tới lần lượt là 22 đến 25 độ, 23 đến 26 độ và 24 đến 27 độ. Đối với các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, từ ngày 21 đến ngày 23, phía Bắc có mưa vài nơi, phía Nam có mưa rào rải rác và có nơi có dông trong ngày 21 và ngày 22. Nhiệt độ trong ngày mai phổ biến là từ 24 đến 27 độ. Sang đến ngày 22 và ngày 23 thì nhiệt độ sẽ tăng lên ở ngưỡng là 25 đến 28 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận 3 ngày tới có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Bắc có mưa rào rải rác và có nơi có dông trong ngày 21 và ngày 22. Nền nhiệt không có nhiều biến động và phổ biến ở ngưỡng là từ 28 đến 31 độ. Đến với khu vực Tây Nguyên, 3 ngày tới có mưa rào và dông vài nơi, riêng ngày 22 và ngày 23 phía Nam của khu vực có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Nhiệt độ cao nhất ngày 21 là từ 27 đến 30 độ. Từ ngày 22, nhiệt tăng nhẹ, dao động trong khoảng từ 28 đến 31 độ. Đến với khu vực Nam Bộ, từ ngày 21 đến ngày 23 có mưa vài nơi. Riêng chiều tối và đêm ngày 22 và ngày 23 có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Mưa tập trung nhiều hơn ở khu vực ven biển miền Tây của Nam Bộ, với mức nhiệt 3 ngày tới đều không vượt quá ngưỡng là 31 độ. Đến với thủ đô Hà Nội, 3 ngày tới có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, ngày trời nắng, đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ cao nhất 3 ngày tới từ 22 đến 25 độ, 23 đến 26 độ và 24 đến 27 độ. Trên biển trong 2 ngày tới, khu vực Bắc Biển Đông bao gồm cả vùng biển huyện đảo Hoàng Sa, gió đông bắc mạnh ở mức cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8. Biển động mạnh và tàu thuyền khi lưu thông hàng hải hay là đánh bắt xa bờ cần hết sức lưu ý về tình trạng gió mạnh và biển động. Từ khoảng ngày 22, cường độ gió sẽ có xu hướng giảm dần. Khu vực Nam Biển Đông bao gồm huyện đảo Trường Sa, trong 3 ngày tới phổ biến là có mưa vài nơi, gió Đông Bắc hoạt động ổn định ở mức cấp 5, có lúc cấp 6.
Và bản tin thời tiết xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị.